Rồi vậy là cái món cá đuối xào lăn mình đã xong nha cả nhà. Đây là mình làm cái món cá đuối xào lăn nữa nè. Đây trắng muối ớt. Quậy cho nó tan ra luôn. Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay nghỉ làm cả nhà, không có đi làm mua miếng cá đuối nè. Giờ không biết làm gì ăn này. Cả nhà theo dõi coi mình làm cái món gì nha. Giờ mình đi rửa làm sạch đây. Rồi cá mình làm sạch rồi cả nhà. Ở đây mình có củ sả này. Với nghệ tươi mình băm sẵn rồi, nghệ này mình ướp cho nó cá lên tanh, rau rau nêm, tỏi ớt, mình có sử dụng miếng cà ri nha, với một bịch ngũ vị hương. Rồi giờ mình ướp nha cả nhà, ướp mình để cho nó thấm. Cho tỏi ớt vô nha. Củ nghệ mình đâm ra nè, với củ sả mình cho ra luôn. Ngũ vị hương mình xài ít thôi nha cả nhà. Cà ri. Cà ri mình cũng xài ít thôi. Cho muối vô nha. Miếng bột ngọt nha cả nhà. Với đường nha. Rồi mình trộn đều lên để cho nó khoảng 20 phút cho nó thấm. Cái nghệ tươi này nó chưa có màu liền nha cả nhà, cái nhà nấu lên nó mới có màu nha. Cái đuối này nó bị mình ăn không quen, nó bị khai á cả nhà, cho nên mình xài cái củ nghệ tươi và nó bán mùi khai đó. Rồi giờ mình để cho nó 20 phút ra, bắt đầu mình bắt lên chảo nha. Rồi cá mình ướp lâu rồi nha cả nhà, giờ mình bắt chảo lên nha. Cho những miếng dầu. Cháy tỏi lên nè. Rồi
tỏi nó vàng rồi bắt đầu mình cho cá vô nữa. Giờ cá nó săn rồi mình bắt đầu cho vô miếng nước này nè. Giờ cái nghệ tươi mình bắt đầu ra nước nó vàng lên rồi nha. Trong lúc mình đợi cá nó chín rồi mình làm cái chén nước chấm này cả nhà. Mình đâm chén muối ớt. Cá mình cũng chín rồi nha, giờ mình cho hành củ hành tây vô luôn. Mình cho rau nêm vô luôn hết nè. Củ hành tây mà nó cũng mau chín lắm nha. Vậy là mình tắt lửa được rồi đó. Rồi vậy là cái món cá đuối xào lăn mình đã xong nha cả nhà.
Đây là mình làm cái món cá đối xào lăn đó nha. Đây chén muối ớt. Quậy cho nó tan ra luôn. Rồi vậy cái clip tới đây mình xin tạm ngưng nha cả nhà. Rồi mình xin mời cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau nha.